Học viện Liên Quân tập 82. Sắp thi cuối học kỳ rồi đó, về nhà nhớ học bài cho kỹ nghe không? Đề dễ không cô? Dễ. Yeah, đề dễ cái tụi bay ơi. Dễ ở lại lớp. Vậy mình học những bài nào vậy cô? Học hết. Nhiều lắm cô ơi, sao mà học hết được? Không học hết thì ở lại thêm một năm nữa học tiếp. Đề có câu nào để gỡ điểm không cô? Tất nhiên là sẽ có câu cho các em gỡ điểm. Gỡ bảng điểm ra khỏi hệ thống trường, rút học bạ đi về quê chăn bò. Sao mà cô hay vậy quá à? Cô ơi, có giới hạn phần nào không cô? Giới hạn hả? Có chứ. Học hết trừ hai cái bìa. Tại vì đề tui ra không nằm ở trên hai cái bìa. Mèn bét ơi, nhiều vậy có nước đốt lên rồi lấy trò hòa với đứa uống chứ ai học nổi. Hồi xưa bằng tuổi các em, tôi học còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mà tôi có than thở gì đâu. Bây giờ bài đặt thời đại Gen Z, Gen Z đồ học có xíu như cái nhúm người ta vậy mà than lên than xuống. Cho em hỏi là đề có câu nào nâng cao không cô? Tất nhiên là sẽ có một câu nâng cao để thử thách các em lấy trọn vẹn 10 điểm. Ủa, sao ít vậy cô? Cho thêm 2-3 câu nữa đi cô, chứ có một câu nâng cao, làm xíu xong rồi. Đúng rồi đó cô, lần kiểm tra trước cô cho có một câu hình làm tí đã xong rồi. Em nghĩ là cô nên tăng cường độ khó thêm đi. Không có nói được cái lời nào tử tế thì làm ơn ngậm cái họng lại giùm cái. Điên rồi, hai đứa mày bị điên rồi. Đúng là trời sinh một cặp mà. Em khép đít em lạy cô luôn đó cô. Cô mà tăng độ khó lên nữa chắc em ở nhà em chăn bò luôn đi cho rồi, chứ học lắm mẹ gì nữa. Đã truyền thống nhà em là dột từ nóc rồi. Về nhà cứ ôn hết những gì cô đã dạy, chắc chắn sẽ có trong đề thi. Chúc các em thi tốt. Bây giờ chuẩn bị làm bài. Cấu trúc đề thi là gồm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Lưu ý, bài của ai người đó làm, không quay cóp, không hỏi bài, không xem tài liệu. Ai mà vi phạm tôi đánh dấu bài, tịch thu bài, đuổi ra khỏi phòng thi. Ủa cô coi thi hả cô? Chứ không lẽ thầy. Cho em hỏi là thí dụ mà đang thi mà em mắc đi vệ sinh đó thì có đi được không cô? Được em, đi xong rẽ phải, đi thẳng 100m ra cổng bắt ráp đi về nhà luôn nha, khỏi phải thi nữa. Cô ơi, cho em hỏi là có được sử dụng điện thoại không ạ? Được nha em. Được sử dụng điện thoại kìa tụi bay. Được gọi điện thoại về cho phụ huynh lên rút học bạ về, khỏi thi khỏi học. Thôi không nói nữa, đề đã phát xong, bắt đầu làm bài đi. Ê ê à dạ, câu 5 đáp án là gì vậy? Ây da, câu 5. Ủa? Cô bắt được quả tang em hỏi bài trong giờ thi nha. Không có cô ơi. Má sao xui dữ trời. Sáng nay trước khi đi thi không có đốt nhang cầu ông bà hả? Có, em có đốt nhang cầu ông bà phù hộ mà. Rồi, vậy là ông bà lãng tai rồi. Phù hộ mà nghe lộn thành phụ hồ rồi. Đưa bài đây, khỏi cần làm nữa. Mời em bước ra khỏi phòng thi. Về nhà nói bố mẹ đăng ký một lớp học dạy phụ hồ của thầy Lộc phụ hồ luôn đi nha. Ôi cô ơi, em xin cô á, cô tha cho em lần này đi mà. Cô tha cho Zip lần này đi cô. Đi mà cô. Vậy những bạn nào muốn cô tha cho bạn Zip nào? Em cô. Vậy mấy đứa ngưng làm bài luôn đi. Đi ra ngoài đây ký biên bản luôn. Coi như năm nay khỏi học, năm sau cả lớp rủ nhau học lại ha. Dạ thôi cô, em thấy cô phạt bạn Zip như vậy là đúng rồi đó cô. Em làm bài tiếp đây, em không có ý kiến gì hết trơn.